Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bài học tiếp theo trong chuỗi bài học về luyện phát âm. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với nhau học về cách phát âm của những phụ âm trong tiếng Đức. Trước tiên, các bạn cần nên biết là trong tiếng Đức, một chữ cái có thể có nhiều cách phát âm khác nhau tùy thuộc vào vị trí đứng của nó ở trong từ. Ví dụ như với hai từ này, Sonne, Sonne và Maus, Maus cùng là một chữ cái S. Tuy nhiên, các bạn thấy là ở từ đầu tiên, Sonne, chữ S được phát âm là Z. Còn ở từ tiếp theo, từ thứ hai, Maus, nó lại được phát âm là S. Vậy thì trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem là các phụ âm sẽ có những cách phát âm như thế nào nhé. Trước tiên, chúng ta đến với chữ cái B. Chữ cái này có hai cách phát âm. Cách phát âm thứ nhất là B. B. Ví dụ như Buch, Buch, Bitter, Bitter. Cách phát âm thứ hai là P, P. Các thấy ở đây đó là hơi được bật mạnh ra. Trường hợp này diễn ra khi mà B đứng ở cuối của một từ hoặc là cuối của một âm tiết. Hiện tượng ngôn ngữ này người ta gọi là Auslautverhärtung. Đó là khi mà B đứng cuối của một từ hoặc là cuối một âm tiết thì nó sẽ từ một phụ âm hữu thanh sẽ trở thành vô thanh. Ví dụ như Lob, Lob, Urlaub, Urlaub. Các bạn thấy ở đây chúng ta không đọc là Lober mà là Lob. Với chữ cái tiếp theo C, C, mặc dù được đọc là C nhưng mà khi đứng trong một từ nó lại có cách phát âm là K, K. Chữ cái C khi đứng một mình thường xuất hiện ở trong những từ vay mượn từ tiếng nước ngoài. Ví dụ như Computer, Computer, Comic, Comic, Cafe, Cafe. Trong tiếng Đức chúng ta thường thấy sự kết hợp của hai phụ âm là C und H. Ở đây chúng ta có rất là nhiều cách phát âm khác nhau. Thứ nhất, C, H sẽ được phát âm như là ach laut, có nghĩa là kh, kh, giống như là chữ khờ trong tiếng Việt vậy. Khi mà C, H đứng sau những nguyên âm như A, O, U, Au. Ví dụ như machen, machen, kochen, kochen, suchen, suchen, brauchen, brauchen. Trường hợp thứ hai, C, H sẽ được phát âm như là ich laut. Khi mà thứ nhất, C, H đứng ở đầu từ trước nguyên âm E und I. Ví dụ như trong trường hợp Chemie, Chemie, China, China. Với hai từ này ở Süddeutschland, miền Nam của nước Đức, họ sẽ phát âm thay vì CH là sh, thì sẽ thành k, đó là Chemie und China. Tuy nhiên thì đây là, như mình nói với các bạn, đó là cách phát âm địa phương. Trường hợp tiếp theo, nếu như mà CH đứng đằng sau những cái nguyên âm khác ngoài những cái nguyên âm mà mình đã nêu ở trước như là A, O, U, Au thì khi này CH sẽ được phát âm là sh, sh. Một số những nguyên âm rơi vào trường hợp này có thể kể tới là E, I, E, Ö, Ü, Ai, Oi. Zum Beispiel sprechen,
sprechen, mich, mich, mächtig, mächtig, möchten, möchten, Bücher, Bücher, reich, reich, euch, euch. Ngoài ra cũng có những danh từ kết thúc bằng đuôi chen, chen. Ở đây ch cũng được phát âm là sh. Ví dụ như Mädchen, Mädchen, Brötchen, Brötchen. Một trường hợp nữa, ch sẽ được phát âm như là k ở những từ có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp. Ví dụ như character, character, orchestra, orchestra. Hoặc là với tên địa danh khi mà ch đứng trước e und i, ví dụ như Chemnitz, Chemnitz, Chiemsee, Chiemsee. Ch cũng có một cách phát âm khác nữa, đó là sh, sh, như là sch ở những từ có nguồn gốc từ tiếng Pháp. Ví dụ như chef, chef, chance, chance, recherche, recherche. Và cách phát âm cuối cùng của ch có thể là ch, ch. Đó là khi mà các bạn phát âm ch, sch cùng với nhau, chúng ta sẽ được một cái âm như là cách phát âm này sẽ xuất hiện ở trong những từ có nguồn gốc từ tiếng Anh. Ví dụ như chicken, chicken, match, match. Với chữ cái D, chúng ta có hai cách phát âm. Thứ nhất đó là D. Ví dụ như duschen, duschen, denken, denken. Hoặc là phát âm như là t, t. Trường hợp này cũng giống như ở chữ b, đó là khi mà chữ d đứng ở cuối một từ hoặc là cuối một âm tiết. Khi này thì từ một cái phụ âm hữu thanh nó sẽ trở thành vô thanh. Ví dụ như rat, rat, bat, bat. Với chữ cái F hoặc là FF, chúng ta có cách phát âm là F. Fish, fish, alpha, alpha. Cùng với cách phát âm này, chúng ta còn có cách viết là PH. Ví dụ như physique, physique. Với chữ cái G, chúng ta có hai cách phát âm. Thứ nhất đó là G. Ví dụ như gut, gut, gehen, gehen. Hoặc là ka, ka. Trường hợp này cũng là Auslautverhärtung, có nghĩa là khi mà G đứng ở cuối một từ hoặc là một cuối một âm tiết thì khi này nó sẽ trở thành. Ví dụ như Berg, Berg. Đối với chữ cái H, chúng ta có cách phát âm là H. Ví dụ như Haus, Haus, Heft, Heft. Và một cái trường hợp nữa, đó là khi mà chữ cái này đứng sau một nguyên âm thì lúc này, như mình đã nói ở bài học lần trước, nó sẽ trở thành một denungsh. Nó có chức năng là để kéo dài nguyên âm thôi và nó sẽ không được phát âm. Ví dụ như zana, zana, gehen, gehen, cool,
Với cách phát âm là yacht, chúng ta có cách viết là yacht và y. Ví dụ như yogurt, yogurt, yucca, yucca, ya, ya, yacht, yacht. Ngoài ra thì chữ cái yacht còn có một cách phát âm khác nữa, đó là r, r, như là ở trong tiếng Pháp. Ví dụ như là đối với từ journalist, journalist. Ngoài ra thì chữ cái này còn có một cách phát âm khác nữa khi mà nó xuất hiện ở trong những từ có nguồn gốc từ tiếng Anh, đó là j, j. Ví dụ như job, job, jet lag, jet lag. Với cách phát âm là ka thì chúng ta có cách viết là ka order tea ka. Ví dụ như coffee, coffee, klein, klein, hacken, hacken, backen, backen, decker, decker. Với cách phát âm là L, chúng ta có cách viết là L oder LL. Ví dụ như Licht, Licht, lernen, lernen, stehlen, stehlen. Với cách phát âm là M, chúng ta có cách viết là M oder MM. Ví dụ như Monat, Monat, Mund, Mund, Kommen, Kommen. Với cách phát âm là N, chúng ta có cách viết là N oder NN. Zum Beispiel Nicht, Nicht, Nuss, Nuss, Sonne, Sonne, Spinne, Spinne. Với sự kết hợp hai phụ âm N und G, chúng ta có cách phát âm là ng, ng, như là chữ ngờ trong tiếng Việt vậy. Ví dụ như singen, singen, sänger, sänger, lang, lang. Các bạn thấy ở đây chúng ta không đọc là singen hay là sänger, và chúng ta cũng không đọc là lang. À, rồi chữ g ở đây nó sẽ không được phát âm là k như mình đã nói ở trước, bởi vì nó đi cùng với n và nó sẽ thành ng, lang. Ngoài ra, với sự kết hợp của hai phụ âm n, k, chúng ta cũng có cách phát âm tương tự. Ở đây chúng ta chỉ thêm âm k vào mà thôi. Ví dụ như schrank, schrank, bank, bank, danken, danken. Với chữ cái p und p, p, chúng ta có cách phát âm là p, p. Ví dụ như papier, papier, Polizei, Polizei, Puppe, Puppe. Ngoài ra thì còn có một âm nữa mà mình nghĩ rằng có thể nhiều bạn sẽ gặp khó khăn, đó chính là sự kết hợp của hai phụ âm p und f. Chúng ta sẽ được một âm như là pf, pf. Ví dụ như pfeffer, pfeffer, pferd, pferd. Ngoài ra phát âm là k, k, còn có một cách viết nữa, đó là q und u. Ví dụ như quäler, quäler,
Qualität, Qualität. Aquarium, Aquarium. Các bạn thấy là mặc dù có chữ cái khu, tuy nhiên thì trong từ, chữ cái này không bao giờ đứng một mình hết mà nó luôn luôn đi cùng với nguyên âm u. Một chữ cái nữa rất quen thuộc đối với các bạn đó là R. Ở đây chúng ta trong ngôn ngữ chuẩn sẽ phát âm ở trong cổ họng thành R. R. Ví dụ như rot, rot. Reise, Reise. Aufregen, aufregen. Bäckerei, Bäckerei. Trong một video rất là lâu rồi thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn một cái tip, một cái kinh nghiệm để có thể luyện tập phát âm được cái chữ cái này từ trong cổ họng. Nếu như các bạn chưa xem thì có thể tìm xem lại nhé. Chúng ta hãy đến với chữ cái S. Chữ cái này có nhiều cách phát âm. Cách phát âm thứ nhất đó là Z. Z. Đó là khi mà chữ cái S này đứng ở đầu của một từ hoặc là đầu một âm tiết. Ví dụ như sieben, sieben, absagen, absagen. Nó được phát âm là S khi mà nó đứng cuối từ hoặc là cuối một âm tiết. Ví dụ như was, was, es, es, maus, maus, ausgehen, ausgehen. Với cách phát âm này chúng ta còn có cách viết nữa đó là s, s. Ví dụ như hassen, hassen, küssen, küssen. Với sự kết hợp các chữ cái s, c, h, chúng ta có một âm là sh, sh. Ví dụ như Schule, Schule. Schenken, Schenken. Còn với sự kết hợp hai phụ âm S, T, khi mà S, T đứng đầu của một từ hay là đầu một âm tiết, chúng ta sẽ có cách phát âm là Scht, Scht. Ví dụ như Stuhl, Stuhl. Stadt, Stadt. Stehlen, Stehlen. Còn đối với SP, khi mà SP đứng đầu của một từ hay là đầu một âm tiết, chúng ta sẽ có cách phát âm là SP, SP. Ví dụ như là Sport, Sport. Spinner, Spinner. Với cách phát âm là sh, chúng ta còn có cách viết là s, h. Sự kết hợp giữa s und h thường xuất hiện ở trong những từ có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài. Ví dụ như shop, shop, show, show, shampoo, shampoo. Với cách phát âm là t, t, chúng ta có những cách viết là T, T, T und T, H. Zum Beispiel Tasse, Tasse. Tisch, Tisch. Bett, Bett. Fett, Fett. Sự kết hợp hai phụ âm T, H thường xuất hiện ở trong những từ có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp. Ví dụ như thema, thema. Mathematik, mathematik. Methode, methode. Theater, theater. Với chữ cái V, chúng ta có hai cách phát âm. Thứ nhất là F và thứ hai là
W. Ví dụ như fear, fear, phone, phone. Nếu chữ cái này đứng ở cuối từ, thông thường chúng ta sẽ đọc là F. Ví dụ như active, active, alternative, alternative, brave, brave. Và có tên một thành phố mà mình nghĩ là có thể nhiều bạn sẽ nhầm lẫn một chút trong việc phát âm, bởi vì bản thân của mình lúc trước cũng vậy. Đó chính là Hannover. Hannover. Nhiều người sẽ đọc là Hannover. Nein, sondern Hannover. Còn cách phát âm là V thì sẽ thường xuất hiện ở những từ có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài. Ví dụ như Klavier. Klavier. Nervös. Nervös. Vase. Vase. Video. Video. Với chữ cái V, chúng ta có cách phát âm duy nhất là V. Ví dụ như Wasser. Wasser. Wenig. Wenig. Wohnen. Wohnen. Với chữ cái X, chúng ta có cách phát âm là X. X. Ví dụ như taxi. Taxi. Hexa. Hexa. Cùng với cách phát âm này, chúng ta còn có một cách viết nữa là CHS. Ví dụ như Fuchs. Fuchs. Lachs. Lachs. Với chữ cái Y, chúng ta có cách phát âm là J khi mà nó đứng đầu một từ. Ví dụ như Yoga. Yoga. Yacht. Yacht. Với chữ cái Z, chúng ta có cách phát âm là Ts. Ts. Ví dụ như Zitrone. Zitrone. Zucker. Zucker. Katze. Katze. Và chữ cái cuối cùng SZ, chúng ta có cách phát âm là Ts. Ví dụ như Fußball. Fußball. Straße. Straße. Vậy là chúng ta đã hoàn thành chủ đề lưỡi phát âm tiếng Đức cơ bản. Hy vọng là những kiến thức mà mình chia sẻ với các bạn sẽ hữu ích và giúp được cho các bạn có thể luyện tập và cải thiện được khả năng phát âm của mình. Hy vọng là các bạn thích bài học lần này. Nếu như các bạn cảm thấy nó có ích thì hãy đừng ngần ngại chia sẻ cho người thân và bạn bè của mình nhé. Và đừng quên cho mình biết là chủ đề tiếp theo các bạn muốn học là gì. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.